đau mà thì phải đi đến đêm mà thải hóa đời sống lên thì ngày đau đến phần số lên luôn á. Xong đến tối thì em cứ vì lúc đó mới học huyền về em ngày đau nhiều quá thì em chưa làm gì huyền thì có là tác động đến các bộ phận chịu đau lưng như đời sống mũi tai bên tai với hai bên với với dưới bàn chân mà chân và cả vùng ngực cả vùng lưng nữa, tất cả những vùng nào sau em tìm sinh huyền thì em hơ cử em cứ lăn lăn như vậy mỗi cái vùng phản chiếu thì 30 lần. Sau đó em lại tìm sinh huyền tất cả những cái điểm đau ở trên mũi mà ở bên bên tai và cả trong vai tai và những cái sinh huyền nào đó thì là cái phân định hàm nhiệt của em vẫn chưa tốt nhưng mà thường thường là em lại không thấp. Nhưng mà trong 12 bước trước thì em cứ xoay ngược lại cho người này nhìn xuống cũng bị chiêu thì có số tức là giống như xoay tả thì để làm xong cái buổi ngày hình đau sáng ngày mai là ngày hình đau thì có khi nào tự nhiên mẹ làm việc làm lại á thì là đi lo lại